nay tôi lại lên với bà con với một bài nói chuyện mới. Kính thưa bà con, Lê Bá Lương, anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam, thiếu tướng, nguyên là Viện trưởng Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Một con người mà một thời đã được thế hệ trẻ chúng tôi luôn luôn ao ước để trở thành được anh Lê Mạ Lương lên đường cầm súng đánh giặc. Cho đến tối hôm qua, tối ngày 26 tháng 11 năm 2019, thì chương trình đối diện của VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã vạch mặt chỉ tên Lê Mạ Lương. Sau đây xin mời chúng ta cùng xem đoạn clip này. Một nhân vật nữa dù vẫn là đảng viên nhưng cũng cần phải được nhắc tới. Đó là thiếu tướng Lê Mạ Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời gian gần đây, vị tướng này thường có những phát ngôn nhận định chủ quan, phiến diện về một số sự kiện chính trị nhạy cảm. Điển hình là cuốn sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử do ông này chủ biên đã đưa ra nhiều thông tin thiếu khách quan, có những sai sót rất nghiêm trọng, khiến dư luận có thể hiểu sai về sự đối xử của đảng, nhà nước và quân đội đối với những người đã chiến đấu, hy sinh. Kính thưa bà con, nói về cuốn sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử này thì ngay từ khi nó xuất bản, chúng tôi cũng đã đấu tranh rất quyết liệt và cuối cùng thì nó đã bị dừng xuất bản, cấm lưu hành ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng ở đây thì chúng tôi cũng có ý kiến với bà con là như này. Cuốn sách này là một cuốn sách xuyên tạc hoàn toàn, bịa đặt hoàn toàn về lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Lê Đức Anh lúc đó. Ông Lê Đức Anh lúc đó có chỉ thị cho bộ đội của chúng ta đang bảo vệ ở quần đảo Trường Sa rằng nếu như có kẻ thù xâm lược, nếu chúng xâm lấn thì chúng ta không nổ súng trước, mà chỉ đến khi nào một kẻ thù nổ súng thì chúng ta mới nổ súng, vì hiện tại bây giờ bọn chúng đang lợi dụng, đang khích cho chúng ta để chúng ta nổ súng trước, để chúng lấy cái cớ trước quốc tế rằng Việt Nam chúng ta nổ súng trước thì chúng sẽ tấn công xâm lược các cái đảo của chúng ta. Chính vì vậy Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh lúc đó với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, đó là chúng ta bao giờ cũng lấy nhu thắng cương, bao giờ cũng lấy chính nghĩa thắng hung tàn. Vì vậy cho nên là Bộ trưởng Lê Đức Anh lúc đó cũng định dặn dò các chiến sĩ của chúng ta là không nên nổ súng trước, vì bọn chúng sẽ có những cái lý do, có những cái cớ để chúng tấn công chúng ta. Và cái câu dặn đó thì đã được tất cả các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa lúc đó, là ở cái đảo Gạc Ma, đảo chìm Gạc Ma đó, đã chấp hành, đó là các chiến sĩ công binh. Chỉ đến khi mà bọn bành trướng xâm lược chúng nổ súng thì lúc đó các chiến sĩ chúng ta mới chống trả. Thế nhưng mà Lê Mạ Lương trong một cái bài nói chuyện trước đây và sau này thì anh ta phối hợp với công ty Chí Việt của tên Nguyễn Văn Phước đã cho xuất bản quyển Gạc Ma, Vòng Tròn Bất Tử, và trong đó đã xuyên tạc bớt đi câu nói của Đại tướng Lê Đức Anh, đó là không được nổ súng. Ở đây chúng ta thấy là cái phạm trù của hai câu nói nó khác nhau hoàn toàn. Nếu không nổ súng trước, tức là chúng ta không hiếu chiến, chúng ta không mắc mưu địch và chúng ta sẽ nổ súng khi chúng dám nổ súng tấn công chúng ta. Còn nếu không nổ súng trước, tức là chúng ta đầu hàng, vì đã là bộ đội, đã là chiến sĩ bảo vệ biển đảo mà lại không được nổ súng, thế thì ra làm cái gì ở ngoài, có đúng không ạ? Nó khác nhau hoàn toàn. Và chính vì vậy Lê Mạ Lương đã đưa ra cái luận thuyết xuyên tạc là như vậy. Mặc dù ông ta đã được góp ý rất nhiều, được phê bình rất nhiều, nhưng ông ta không chịu nghe, và ông ta lại còn phối hợp với nhà xuất bản Chí Việt để xuất bản ra cuốn sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử. Thậm chí nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn, ông ta còn bán bản quyền xuất bản cho một nhà xuất bản của Mỹ, mà chúng ta đã biết cái nhà xuất bản của Mỹ đó, họ mua cái bộ sách này là họ mua cái câu xuyên tạc không được nổ súng. Chứ còn nếu như câu đó mà được chữa thành câu không được nổ súng trước thì tôi tin người ta sẽ không mua dù là giá rẻ. Xin mời bà con xem tiếp. Lê Mạ Lương là một người lần tướng trong quân đội, đặc biệt là tổng là giám đốc của bảo tàng quân đội. Lê Mạ Lương phải tôn trọng lịch sử. Cái quyển Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử đã xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật và làm một tài liệu cho kẻ thù để chia rẽ đất nước,
và chia rẽ quốc tế. Đáng nói hơn, vào ngày 6 tháng 10, khi phát biểu tại một tọa đàm khoa học, ông Lê Mã Lương đã lên giọng phê phán đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thậm chí còn công khai xúc phạm, miệt thị, hạ thấp uy tín, danh dự của một số lãnh đạo bộ quốc phòng. Kính thưa bà con, trong cái buổi tọa đàm này, ông Lê Mã Lương rất là hỗn ở cái chỗ là ông ta cậy rằng ông ta là một anh hùng lực lượng vũ trang dân, một người thế hệ đi trước. Ông ta đã xúc phạm đến cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch lẫn cả những cán bộ cao cấp khác của quân đội. Ví dụ như ông ta còn nói rằng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch là không biết đọc bản đồ. Thế rồi rất nhiều những cái câu mà tôi cho rằng ông ta đang mắc cái bệnh kiêu ngạo cộng sản. Đó, xin mời bà con nghe tiếp ạ. Làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam. Không chỉ có vậy, ông này còn lớn tiếng chê rằng tướng bây giờ chưa biết chiến tranh. Vâng, kính thưa bà con, trong cái bài trước tôi cũng đã từng nói, nhân tiện hôm nay ở trên cái chương trình đối diện của Đài Truyền hình Việt Nam thì có vạch mặt ông Lê Mã Lương, thì tôi cũng nói lại. Đó là ông ta phát biểu những cái câu mà thực ra thì ở đây chúng ta nghe chúng ta đã hiểu. Ý ông ta nói rằng cái thế hệ tướng bây giờ không bằng cái thế hệ tướng của các ông ấy. Đó là tướng các ông ấy đã biết ra trận. Mà hiện nay tướng bây giờ là không biết, không ra trận. Thế nhưng ở đây nó có những cái lý do như này. Thứ nhất là đất nước chúng ta đã hòa bình, đã thống nhất đất nước được hơn 40 năm. Mặc dù có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, nhưng rõ ràng là có thể nói đất nước chúng ta hòa bình. Và trong vòng hơn 40 năm này thì các thế hệ như các ông ta, như những tướng trước đây đã từng kinh qua chiến trận thì đã già, đã hết tuổi về nghỉ hưu, và những lớp tướng trẻ hơn lên lãnh đạo đất nước. Vậy chả nhẽ lúc nào đất nước cũng có những tướng phải ra trận, chả nhẽ Việt Nam chúng ta lại phải đi gây chiến tranh để có những tướng ra trận về để làm những người lãnh đạo quân đội. Một phát biểu rất là vô lý. Một điều thứ hai nữa mà ở đây ý, thì thực ra ông Lương phát biểu cũng không biết suy nghĩ. Các ông ấy là tướng ra trận, có trận mà thật, nhưng thực ra trình độ của ông không bằng những tướng bây giờ. Thời gian mà ông Lê Mã Lương này và những tướng khác đi chiến đấu thì đa số chúng ta biết là đều học hết cấp 3, sau đó đã đi bộ đội. Và có thể sau này các tướng được học thêm ở những cái trường chuyên tu, trường chuyên nghiệp của quân đội, nhưng có thể nói là rất ít tướng mà đã từng tốt nghiệp đại học để đi quân đội, đi bộ đội, sau đó là để lên làm cấp tướng. Chính vì vậy, trình độ của các tướng nếu mà nói về học văn hóa thì đa số là tốt nghiệp cấp 3 trường làng. Thế nhưng đối với các tướng bây giờ thì chúng ta biết là tôi nghĩ rằng những các tướng bây giờ ít nhất cũng sẽ có bằng tiến sĩ chuyên môn, chứ chưa phải nói đến tốt nghiệp đại học thì tôi nghĩ là 100%. Và vì vậy cho nên là với cái thời buổi phát triển khoa học kỹ thuật bây giờ thì tướng là phải giỏi thực sự, tướng là phải có trình độ thực sự. Vì vậy cho nên là có cần thiết cứ phải là tướng có ra chiến trận hay không? Và chúng ta hãy nghe kết luận của Đài Truyền hình Việt Nam đối với câu phát biểu của ông Lê Mã Lương. Chẳng nhẽ ông cố tình bỏ qua sự thật, không có tướng đánh giặc mà quân đội vẫn vững mạnh, đất nước vẫn độc lập, giữ được chủ quyền, hòa bình. Đó mới là mục tiêu của quân đội ta. Đó. Chê bai. Tức là nói với bà con thế này. Không có tướng đánh giặc, không có tướng ra chiến trận là vì đất nước chúng ta hòa bình lâu rồi. Đó. Nhưng như phát thanh viên của Đài Truyền hình đã nói, vẫn giữ được đất nước chúng ta ổn định, hòa bình, đó là điều quan trọng. Và kẻ thù không dám đụng đến bờ cõi của chúng ta, mặc dù chúng đang rất thèm muốn. Đấy mới là cái điều quan trọng, và đấy mới là cái điều cần thiết của tướng lãnh đạo quân đội, chứ không phải cứ phải có thâm niên đánh giặc như ý của ông Lê Mã Lương. Xin mời bà con nghe tiếp ạ. Bộ Ngoại giao chê bai quốc phòng, chê bai Đảng Nhà nước, rồi phát ngôn những cái không đúng. Tôi cho là cái này là cái xấu xa. Chứ những cái việc làm của Lê Mã Lương và phát biểu qua tôi cho là rất là kiêu ngạo. Kiêu ngạo, công thần, cho là chỉ có mình hơn nhất. Khi mà anh phải yêu, anh là dân, dù anh vẫn là cái cấp tướng, thì giữ vững cái truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững cái bản chất của quân đội nhân dân Việt Nam,
là luôn luôn trung thành với đất nước, trung thành với cách mạng, và đấu tranh chống lại những cái tư tưởng của những bọn xấu, nó xuyên tạc cái sự thật, nó xuyên tạc những cái đường lối cách mạng của Đảng. Thời gian qua không phải. Kính thưa bà con, ở đây truyền hình còn chưa nói đến một cái câu mà tôi cho rằng ông Lương cũng rất lộng ngôn. Đó là trong cái buổi nói chuyện hôm 10 tháng 6 này, ông ta còn đổ tội cho Bộ Ngoại giao của chúng ta không chịu hành động, không chịu lên tiếng và có nguy cơ để mất bãi tư chính vào tay Trung Quốc. Lúc đó thì chúng ta biết là Trung Quốc cũng đang rất là ngông cuồng, đang cho tàu Hải Dương 8 để xâm phạm vào bãi tư chính của Việt Nam. Về Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao của chúng ta đã 3-4 lần cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng tố cáo vạch mặt nhà cầm quyền Trung Quốc có hành động sai trái và bị ổi khi mà cho tàu Hải Dương 8 xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm phản đối sang Bộ Ngoại giao của Trung Quốc để phản đối kịch liệt về cái vụ việc này. Trong một lần mà phát biểu ở tại Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Bình Minh đã phát biểu vạch mặt thẳng thắn Trung Quốc trước Liên Hợp Quốc về cái vấn đề bãi tư chính. Như vậy, nói về nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, tôi cho rằng đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đó là tố cáo Trung Quốc ra trước bản dân thiên hạ quốc tế về cái vấn đề xâm phạm bãi tư chính. Nhưng ông Lê Bá Lương thì lại cho rằng Bộ Ngoại giao cố tình giấu giếm rồi lờ đi để cho Trung Quốc chiếm bãi tư chính. Và ông ta có kết luận một câu rằng nếu như mà Bộ Ngoại giao mà để mất bãi tư chính thì tôi sẽ dắt các tướng về hưu, rồi các tướng mà ý như là có công đó sẽ đến hỏi tội Bộ Ngoại giao. Vậy kính thưa bà con, một câu nói dù cho ông có là ông tướng về hưu, dù cho ông có là anh hùng quân đội, nhưng ở hiện tại ông vẫn chỉ là một những người dân, mà ông lại dám xúc phạm đến một cơ quan lớn và bậc nhất nhì của đất nước, đó là Bộ Ngoại giao. Một cơ quan quan trọng và bậc nhất nhì của đất nước, đó là Bộ Ngoại giao. Và ông ta sẵn sàng dắt người đến để hỏi tội. Vậy ông ta đã cho ông ta cái quyền gì hả bà con? Cái quyền to nhất, cái quyền cao nhất ở trên đất nước này. Tôi nói thật là kể cả những người đứng đầu đất nước cũng không có cái quyền đó, cũng không có cái phát biểu kiểu như vậy. Nhưng ông Lê Bá Lương đã cho mình cái quyền như vậy. Như vậy, qua những cái phát biểu ngông cuồng của Lê Bá Lương, qua những cái hành động như xuất bản sách Cả Ma Vòng Tròn Bất Tử, qua những lời nói, qua những buổi diễn thuyết, qua những buổi hội luận, hội thảo, thì rõ ràng Lê Bá Lương đã biểu lộ bản chất của một con người thoái hóa biến chất, kiêu ngạo cộng sản. Có một điều đặc biệt là Lê Bá Lương cũng không giấu giếm là quan hệ với tất cả những cái thành phần bất hảo, những thành phần chống đối lại Đảng và Nhà nước Việt Nam, như Phan Chí Đình, như nhóm Nô U, kể cả Nguyễn Các Nga đã từng, Lê Bá Lương đã từng chụp ảnh cùng, và rất nhiều những kẻ mà đã bị anh em Việt Vision vạch mặt ở trên mạng xã hội, thì Lê Bá Lương cũng có quan hệ chụp ảnh thân thiện, thân thiết. Thậm chí ông ta còn có cả những mối quan hệ với những tổ chức của nước ngoài sang điều tra về nhân quyền, về tôn giáo của Việt Nam, mà chúng ta biết những cái tổ chức này đều là những tổ chức thù địch đối với Việt Nam. Ông ta cũng có những cái mối quan hệ đối với những đại sứ quán mà đang ủng hộ cho những cái nhóm mà chúng gọi là tù nhân lương tâm, rồi những cái nhóm đang chống đối lại nhà nước, những nhóm dân oan, thì Lê Bá Lương cũng có mặt. Như vậy, ở đây chúng ta đặt dấu hỏi, Lê Bá Lương hiện nay ông đang hành động để làm gì? Ông đang hành động như thế nào? Ông có hiểu điều đó không? Câu trả lời sẽ do chính Lê Bá Lương trả lời, và sẽ do các cơ quan chức năng của Việt Nam trả lời cho người dân. Điều mà tôi nghĩ rằng nếu như lần này đó là giọt nước đã tràn ly, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng đến Lê Bá Lương. Nếu như Lê Bá Lương mà không biết dừng lại thì cái giá phải trả, chắc Lê Bá Lương sẽ là người hiểu rõ nhất. Ở đây thì chúng ta cũng thấy rất tiếc cho một anh hùng, và với một câu nói nổi tiếng đã khơi dậy cái lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc ở biết bao cái thế hệ thanh niên lúc đó, nói gương theo Lê Bá Lương để lên đường cầm súng đánh giặc. Nhưng cũng chính con người Lê Bá Lương
sau khi đã đạt được tất cả những cái mà khả năng mình có hoặc thậm chí còn vượt trên cả khả năng của mình. Có vẻ như Lê Mạnh Lương chưa bằng lòng, và bắt đầu từ khi về nghỉ thì Lê Mạnh Lương đã trở thành một con người đổi khác. Tôi đã có rất nhiều bài nói chuyện về Lê Mạnh Lương, và gần đây nhất thì chúng ta biết Lê Mạnh Lương đã có những cái phát biểu rất ngông cuồng ở trên mạng xã hội. Một con người mà đã được rất nhiều các cái thế hệ trẻ Việt Nam mơ ước. Một con người đã có một phát biểu mà đã được ghi vào sử sách. Nhưng cho đến giờ phút này thì sau cái buổi phát hình hôm qua, tối hôm qua chương trình đối diện của VTV1, thì tôi cho rằng 9 phần 10 những cái hào quang đó đã bị chính Lê Mạnh Lương vứt bỏ. Tất cả tôi tin anh em, bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí người trong họ của Lê Mạnh Lương cũng nhìn ra điều đó. Vì cái bản chất dân tộc Việt Nam chúng ta không bao giờ chấp nhận cái xấu, không bao giờ chấp nhận người xấu. Lê Mạnh Lương, hãy tỉnh lại trong lúc còn chưa muộn. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau. Trong lòng người